Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Phê Phim, mình là Linh. Qua tiêu đề của video, các bạn chắc cũng đã biết số phê kinh dị lần này sẽ nói về chủ đề nào rồi, nên là chúng mình sẽ không tốn nhiều thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu khám phá về loạt phim Saw đình đám ngay thôi nào. Saw, như chúng ta đều biết, là một loạt phim có tới 9 phần. Phần đầu tiên được phát hành vào năm 2004 dưới sự chỉ đạo sản xuất của cặp song sát James Wan và Lee Whannell. Khá bất ngờ khi biết rằng The Blair Witch Project chính là cảm hứng để hai vị đạo diễn và biên kịch trẻ này tạo nên Saw. Vốn dĩ, The Blair Witch Project là một bộ phim kinh dị độc lập kinh phí thấp cực kỳ thành công. Và với điều kiện tài chính eo hẹp, hai người bạn trẻ chỉ có lựa chọn duy nhất đó là xây dựng một bộ phim theo cách mà The Blair Witch Project đã được thực hiện. Và để thành công với một sản phẩm kinh phí thấp, cái họ cần chính là một ý tưởng đột phá. Và như chúng ta đã biết, Wan và Whannell sau đó đã tìm ra đáp án cho câu hỏi nan giải này của mình. Cốt truyện của Saw phần 1 xoay quanh hai người đàn ông bị khóa chân vào một nhà vệ sinh, ngăn cách giữa họ là xác của một người đàn ông lạ mặt. Nhiệm vụ của hai người này là phải tìm hiểu nguyên nhân của mọi việc với hy vọng có thể thoát được khỏi nơi đây. Tưởng chừng ý tưởng đơn giản này sẽ khó có thể gây nên đột biến, nhưng với sự tỉ mỉ và logic trong cách phát triển mạch truyện, phần Saw đầu tiên đã chiếm được trái tim của hàng triệu khán giả và đạt được thành công ngoài mong đợi. Bộ phim đã thu về tổng cộng 103,9 triệu đô doanh thu toàn cầu, tức là gấp hơn 100 lần so với số vốn. Với chiến thắng vang dội này, không khó gì làm lạ khi các phần hậu truyện được tiếp tục xây dựng để phục vụ khán giả đại chúng. Và phim Saw được cấu tạo từ nhiều phần hậu truyện và tiền truyện. Chính vì vậy nên là dòng thời gian khá là lằng nhằng, khiến không ít người xem vẫn chưa thể nào hiểu được toàn bộ câu chuyện này. Nhưng các bạn đừng lo, các bạn đã có Phê Phim và chúng mình sẽ giải thích lại toàn bộ loạt phim Saw cho các bạn đây. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. À, và nếu các bạn chưa xem series Saw thì coi như đây là cảnh báo spoiler nhé. Còn nếu các bạn xem rồi hoặc là không quan tâm đến spoiler, ok, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lưỡi cưa nào. Mọi chuyện bắt đầu khi John Kramer và người bạn của mình là Art Blanc nảy sinh và có tham vọng xây dựng một nơi để phát triển tổ chức vì những người xa cờ lỡ vận. Ông đã nhanh chóng tìm được địa điểm thi công, và đó là một nhà máy đóng gói thịt mang tên Gideon Meat Packing Plant. Với mọi thứ vận hành theo đúng kế hoạch, những tưởng cuộc sống của hai vợ chồng nhà John Kramer và Jill Tucker sẽ trôi đi êm đẹp, thì một biến cố đã bất ngờ xảy ra. Một bệnh nhân tại phòng khám do chính Jill điều hành, tên là Cecile, đã lên kế hoạch cướp nơi đây. Và trên đường tẩu thoát, hắn đã vô tình đẩy cửa rất mạnh vào bụng của Jill, khiến cô bị sảy thai. Cecile tay nhúng chàm, và Amanda, chính là đệ tử của Jigsaw sau này, lại là kẻ giật dây. Sau cái chết của đứa con trai chưa sinh, John trở nên xa cách với người vợ đáng thương của mình. Mọi chuyện có đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi ông được chuẩn đoán rằng có một khối u ác tính trong não bởi bác sĩ Lawrence. John tìm đến sự giúp đỡ về mặt tài chính từ công ty bảo hiểm với hy vọng được sống, nhưng đã bị giám đốc điều hành của công ty này là ông William Easton từ chối. Chán chường và tuyệt vọng, John quyết định sẽ tự tay chấm dứt cuộc sống khốn khổ của mình, nhưng ông lại đã may mắn sống sót sau khi chiếc xe lao xuống vực. Thậm chí, kể cả khi có bị một thanh kim loại đâm xuyên qua người, nhưng John vẫn đã sống sót. Tai nạn này đã vô tình tạo niềm tin cho John rằng bản thân của ông đã quá coi nhẹ sự sống, và nhiều người khác cũng đang như vậy. Người đàn ông ấy tin rằng sứ mệnh của mình từ lúc này cho đến cuối đời là khiến cho những người xung quanh cũng phải hiểu được giá trị của cuộc sống. John bắt đầu xây dựng những chiếc bẫy đầu tiên của mình, và vật thí nghiệm mà ông sử dụng đó chính là Cecile, kẻ đã lấy đi cơ hội được làm cha của John. Với mục đích là muốn cho những nạn nhân nhận ra giá trị của cuộc sống, nên John không hề có ý định muốn giết họ. Mà trái lại, nếu họ cố gắng để thắng trò chơi, ông sẽ để họ đi. Nhưng Cecile đã không nhận ra điều này, và sau khi thoát khỏi cái bẫy, hắn đã lao tới tấn công John mà không ngờ rằng bản thân mình sẽ rơi vào một chiếc bẫy khác nguy hiểm hơn nhiều. Và tên nghiện thuốc kia đã bỏ mạng. Sau đó, John dùng dao cắt trên cơ thể của Cecile ra một mảnh da có hình miếng ghép. Trong tiếng Anh, trò chơi ghép hình có tên là Jigsaw, và biệt danh của John đã được hình thành từ đây. Ngoài ra, hành động cắt một mảnh cơ thể của nạn nhân thực chất là một lời nhắn gửi của John rằng những người đã bỏ mạng trong các thử thách của ông đều thiếu đi bản năng sinh tồn. Vậy là mỗi nạn nhân của John đều sẽ được đánh dấu bằng một mảnh thịt bị mất. Nhận thấy đây là một cách hay để có thể giết người mà không bị tay nhúng chàm, thám tử Hoffman đã nhân cơ hội này để trả thù người bạn cũ của em gái mình, kẻ đã giết cô một cách rất dã man. Hoffman đã xây dựng một chiếc bẫy không có lối thoát dành riêng cho tên tội phạm kia. Và sau đó, anh cũng đã cắt một mảnh da của hắn như cách mà John đã làm. Nhưng hàng fake thì thường dễ bị nhận ra, và không mất quá nhiều thời gian để John nhận ra rằng có kẻ đang giả dạng mình. Và rồi, John sau đó đã tìm ra được tung tích của Hoffman, bắt cóc hắn và cho hắn cơ hội được làm học trò của bản thân. Hoffman đã không từ chối lời đề nghị và chấp nhận. Tuy nhiên, Hoffman không phải là đệ tử duy nhất mà John có.
Cùng với sự giúp đỡ của chính vị thám tử, John đã đặt thêm một chiếc bẫy nữa dành riêng cho cô bệnh nhân cũ của mình, chính là Amanda, người mà vừa nãy chúng mình có nhắc tới. Amanda được đặt vào thử thách này với chiếc bẫy gấu ngược và lối thoát duy nhất cho cô là lấy chiếc chìa khóa trong bụng của một bệnh nhân khác. Amanda không còn lựa chọn nào khác, đã phải chơi theo luật của John và sống sót. Tên kỹ sư biến chất sau đó nhận Amanda làm đệ tử tiếp theo mà không hề biết rằng chính cô là người đứng sau cái chết của con trai mình. Cùng với sự giúp đỡ từ hai người đệ tử mới, John quyết định đưa bác sĩ Lawrence Gordon vào tầm ngắm vì đây không phải là một người đàn ông trung thủy. Tuy đã có gia đình, nhưng Gordon vẫn gian díu với cả một người phụ nữ khác. Để thực hiện kế hoạch của mình, bước đầu, bộ ba quyết định gài Gordon khiến cảnh sát nghĩ rằng ông chính là Jigsaw. Và người có nhiệm vụ theo dõi Gordon chính là người bị khóa chân cùng với ông trong phòng vệ sinh bị bỏ hoang ở phần 1, gã thợ chụp ảnh David. Gordon đã thoát khỏi chiếc bẫy của Jigsaw bằng cách tự cắt đi bàn chân của mình. Tuy bị bất máu nặng nề, nhưng Gordon vẫn đủ sức để tự mình bò ra ngoài với lời hứa sẽ đưa người quay lại cứu David. Nhưng kịch bản ấy không phải là thứ mà Jigsaw mong muốn, ông ta đóng cửa căn phòng và để David chết dần chết mòn. Nhưng vì quá thương xót gã thợ chụp ảnh mà Amanda đã trao cho hắn một cái chết nhanh gọn. Về phần của Gordon, vị bác sĩ này đã may mắn thoát chết khi tự mình cầm máu kịp thời. Xét thấy ước nguyện được sống của Gordon đã đủ thuyết phục, Jigsaw chữa trị cho ông ta và đồng thời cũng nhận vị bác sĩ này làm đệ tử tiếp theo. John Jigsaw cùng Hoffman và Amanda tiếp tục tổ chức những trò chơi của mình và đối tượng tiếp theo của bộ ba này là một tên cớm bẩn mang tên Eric Matthews. Eric, trong suốt quãng thời gian hoạt động trong ngành, đã gài bẫy, vu oan giá họa cho không biết bao nhiêu người vô tội. Trò chơi lần này được thiết kế dành riêng cho Matthews và tất cả những người bị ép buộc tham gia đều là những người có liên quan đến tên cảnh sát này, trong đó có con trai của hắn và Amanda. Và đương nhiên, Amanda chỉ ở đó để đảm bảo mọi thứ đi đúng tiến trình mà thôi. Eric cáu giận và mất kiểm soát vì tính mạng con trai đang bị đe dọa. Tên đặc vụ tấn công John dã man mà không hề biết rằng chính điều này đã khiến hắn thất bại trong thử thách lần này. Eric sau đó đã bị Amanda đánh ngất và đưa tới phòng vệ sinh cũ từ phần sau đầu tiên. Tuy bị Amanda bỏ mặc, nhưng tên cấm bẩn vẫn có thể tự mình thoát ra bằng cách tự đập gãy chân bản thân. Eric đuổi theo Amanda nhưng tiếp tục bị cô này đánh ngất. Hoffman biết được điều này đã kéo cơ thể của Eric vào một phòng chứa khác nhằm phục vụ cho kế hoạch của mình trong tương lai. Phần 3 và phần 4 của loạt phim thực chất xảy ra cùng một thời điểm với nhau, nhưng chúng ta hãy cùng đi qua những sự kiện ở phần 3 trước nhé. Nhân vật chính của trò chơi trong phần 3 là Jeff, một người đàn ông vẫn còn trong mình hận thù dành cho những kẻ có liên quan tới cái chết của con trai, như cô nhân chứng không chịu ra tòa hay vị thẩm phán từng phụ trách phiên xét xử. Jeff có thể bỏ mặc tất cả những người này hoặc là cứu họ khỏi những cái bẫy mà Jigsaw cùng với cộng sự đã sắp đặt. Nhưng thay vì bỏ mặc những người này, anh ta đều cố gắng giúp họ, kể cả khi một trong số đó chính là kẻ đã giết chết con trai của anh. Tính đến thời điểm mà trò chơi trong phần 3 diễn ra, sức khỏe của John Kramer đã và đang ngày một xấu đi. Và đây chính là điều kiện để cho Amanda có thể thể hiện mình. Nhưng trái ngược với đức tin của John, những chiếc bẫy mà Amanda tạo ra đều không có lối thoát. Điều này đã khiến cho John tin rằng cô không thật sự thấm nhuần tư tưởng từ ông. John nghi ngờ cô và nói rằng cô phải được thử thách nếu muốn trở thành người tiếp nối những gì ông ta để lại. Thử thách cho Amanda đó chính là bảo vệ mạng sống của bác sĩ Lynn, vợ của Jeff. Sau đó, bác sĩ Lynn bị bắt phải chữa trị cho John nếu như tim của ông ngừng đập, chiếc vòng cổ của cô đang đeo sẽ phát nổ. Để tự cứu lấy bản thân, Lynn bắt buộc phải làm tất cả mọi thứ để có thể cứu chữa cho John. Nhưng ngay trước khi cô được trở về bên người chồng của mình, Amanda đã bắn vào lưng của cô bác sĩ. Trong phần 6, chúng ta đã biết được lý do của hành động này. Rằng nếu cô không làm như vậy, Hoffman sẽ tiết lộ cho John về việc chính cô là người chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai ông. Trong cơn uất hận, Jeff ngay lập tức đã bắn chết ả nghiện thuốc. Và sau đó, tiếp tục giết chết John mà không hề biết rằng John là người duy nhất biết cách gỡ chiếc bẫy trên cổ của Lynn và biết về địa điểm mà con gái của hai người bị bắt giữ. Cùng lúc câu chuyện trong Saw 3 diễn ra, Hoffman cũng đã tự mình sắp đặt một trò chơi lớn để xử lý những tên thanh tra khác, những người cũng đang điều tra loạt vụ án liên quan tới Jigsaw. Những nạn nhân của Hoffman gồm có Daniel Rick, Art Blank và Eric Matthews. Đây đều là những người có liên quan đến các công cuộc điều tra về danh tính của Jigsaw. Daniel Rick là một thanh tra luôn có mong muốn có thể giải cứu được tất cả những người gặp rắc rối. Và trò chơi lần này của Hoffman hướng tới điều đó. Mục tiêu của thử thách chính là để Rick nhận ra rằng sự thật đôi khi anh không thể cứu được tất cả mọi người. Hắn sử dụng Eric Matthews làm mồi nhử để dụ Rick. Anh đặc vụ phải trải qua từng bước theo kế hoạch của Hoffman. Cho đến nhiệm vụ cuối cùng, tất cả những gì anh cần làm lúc này đó là phải nghe theo chỉ dẫn và đứng đó chờ thời gian trôi đi. Nhưng anh ta vì quá xông xáo, mong muốn có thể cứu được Eric Matthews nên đã xô đổ cánh cửa và xông vào căn phòng nơi Matthews và Blank đang bị giam giữ.
Đáng buồn thay, cánh cửa lại chính là chiếc chốt kích hoạt chiếc bẫy giết chết cả ba người. Cuối phần phim thứ tư và đầu phần phim thứ năm, chúng ta được chứng kiến một viên cảnh sát khác là Peter Stram đã kịp lần theo dấu vết đến nơi John và Amanda bỏ mạng. Tại đây, anh ta gặp Jeff và đã bắn chết anh ta với lý do tự vệ. Trong quá trình tiếp tục điều tra, Stram đã bị Hoffman trong bộ dạng mặt nạ lợn tấn công và sau đó bị đưa vào một trong những chiếc bẫy. Nhưng Stram đã rất nhanh trí và có thể tự giải thoát bản thân. Rồi từ đây, anh cũng đã nảy sinh nghi ngờ về Hoffman vì chỉ mình hắn ta mới là người sống sót sau những chuyện đã xảy ra trong phần 4. Về phần của Hoffman, hắn cùng với con gái của Jeff và Lynn trốn thoát. Đây chính là con bài của Hoffman để khẳng định sự trong sạch của bản thân. Nhưng Stram vẫn quyết định đi tìm bằng chứng để làm rõ tất cả mọi chuyện, để rồi nhận ra rằng Hoffman quả thực chính là Jigsaw. Stram tìm ra manh mối dẫn đến Hoffman, và tại đây, vị thanh tra tìm được một đoạn băng hướng dẫn anh đi vào trong chiếc quan tài kính để cứu lấy bản thân. Nhưng Stram đã không tin, rồi anh ta và Hoffman có một cuộc đụng độ nảy lửa, và kết quả, Hoffman bị đẩy vào trong chiếc quan tài đó. Nhưng hóa ra, đó lại chính là cách duy nhất để thoát khỏi những bức tường đang dần dần hẹp lại. Cuối cùng, Stram phải bỏ mạng mà không thể nào vạch trần được bộ mặt của Hoffman. Cũng trong phần 5, Jill nhận được một chiếc hộp mà John đã để lại. Trong đó có chứa ảnh của các đối tượng của Jigsaw. Bất ngờ thay, ảnh của Hoffman ở trong này. Và đây chính là dự báo của John Kramer ở phần cuối của Saw 4 rằng Hoffman sẽ không thể nào sống mà không qua thử thách. Về việc Hoffman bị thử thách, chúng mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Đối tượng tiếp theo xuất hiện trong chiếc hộp chính là William Easton, kẻ đã đặt lợi nhuận lên trên tính mạng của người khác. Hắn giờ đây phải tự mắt chứng kiến sự khổ sở của những kiếp người tha thiết sự giúp đỡ nhưng bị từ chối. Khi thử thách trôi về những phút cuối, tình thế đảo ngược, giờ đây mạng sống của Easton lại nằm trong tay những người mà trước đó họ đã phải chịu cảnh gia đình tan nát do những quyết định của hắn. Và đương nhiên, mạng thì phải đền mạng. Quay lại với Jill và Hoffman, Jill thành công trong việc gài bẫy tên thám thử và bắt hắn phải trải qua thử thách để biết rằng bản thân có đủ khả năng được sống hay không. Hoffman đã phải đội lên đầu một chiếc bẫy gấu đảo ngược, một chiếc bẫy gần như không có lối thoát. Nhưng may thay, cánh cửa ra vào đã trở thành cứu cánh của hắn. Sau pha chết hụt, Hoffman ở ẩn, nuôi ý định trả thù. Jill lo sợ cho mạng sống của mình khi chứng kiến vết Hoffman sống sót. Cô đã đến đồn cảnh sát để tìm kiếm sự bảo vệ. Sở cảnh sát sau đó nhận được một video từ Hoffman cảnh báo rằng nếu họ không giao Jill cho hắn, sẽ tiếp tục có một trò chơi nữa được tổ chức. Đây đương nhiên là điều không thể. Hoffman trong thời gian này cũng đã bắt cóc một kẻ bị bợm mang tên Bobby Dagan để ép hắn phải chơi trò chơi của mình. Tên này trước đó đã tự nhận rằng bản thân đã thắng trò chơi của Saw và thậm chí còn viết hẳn một cuốn sách nhằm chuộc lợi từ tiền nhuận bút. Nhưng chúng ta được biết rằng tất cả những gì hắn viết trong cuốn sách đều là giả. Cùng lúc đó, Hoffman đã thành công trong việc trà trộn vào sở cảnh sát và bắt cóc Jill. Hắn giết chết cô bằng chiếc bẫy gấu ngược lấy được từ trong phòng tang vật. Tuy nhiên, ác giả ác báo, hóa ra bác sĩ Lawrence Gordon, nạn nhân của Jigsaw từ phần đầu tiên, vẫn luôn theo dõi tất cả mọi việc. Ông ta bắt cóc Hoffman và giam hắn trong căn phòng vệ sinh từ phần đầu tiên mà không cho hắn bất kỳ một sự trợ giúp nào để có thể thoát ra ngoài. Trò chơi đã chính thức kết thúc tại đây. Phần phim mới nhất của loạt phim Saw, Jigsaw, tiếp tục câu chuyện về kẻ giết người bằng những chiếc bẫy. Lấy bối cảnh 10 năm sau cái chết của John Kramer, nhân vật chính của chúng ta trong phần phim này là Logan Nelson. Logan trước đó từng là một trong số những nạn nhân đầu tiên của Jigsaw và đồng thời cũng là người đã dán nhầm tên của John Kramer vào kết quả chụp X-quang của người khác. Điều này khiến cho bệnh tình của ông không thể được phát hiện sớm hơn. Có thể nói chính Logan là người đã gián tiếp đẩy John tới chỗ chết. Nhưng cuối cùng, John đã quyết định cứu Logan ngay trước khi anh ta bị những chiếc bẫy giết chết. Vì John cho rằng những gì mà Logan làm chỉ là tai nạn. Jigsaw của chúng ta sau đó đã nhận Logan làm đệ tử và đây chính là đệ tử đầu tiên của ông trước tất cả những Amanda, Hoffman hay Gordon. Nhưng tại sao đến bây giờ Logan mới lộ diện và quay lại để thực hiện những vụ giết người? Lý do chính là bởi cái chết của vợ ông. Cô đã bị giết bởi một kẻ tội phạm mang tên Edgar Munson. Edgar vốn là một tên chỉ điểm, một quân bài của thanh tra Halloran. Trong quá khứ, Halloran đã cố tình thả tự do cho nhiều kẻ phạm tội và Edgar là một trong số đó. Chính vì sự coi thường pháp luật của tên thanh tra mà vợ của nhân vật chính đã phải bỏ mạng. Câu chuyện trong phần thứ 8 của loạt phim Saw xoay quanh trò chơi với những cái bẫy mà Logan tạo ra để bắt Halloran phải thú nhận những tội ác của mình. Song song với đó là những cảnh flashback về trò chơi đầu tiên mà Jigsaw, John Kramer sắp đặt 10 năm về trước. Như vậy là phần phim mới nhất, Jigsaw đã thoát hoàn toàn khỏi mạch truyện đã được xây dựng từ phần 1 cho tới Saw 3D. Cách xây dựng câu chuyện mới như vậy có thể nói đã thổi hồn và làm mới lại loạt phim Saw. Đây cũng có lẽ sẽ là cách tiếp cận mới cho phần phim Spiral sắp ra mắt trong năm nay.
Qua những trailer gần nhất, chúng ta chưa thể chắc chắn rằng liệu nó có liên quan đến mạch truyện gốc hay không. Nhưng có một điều có thể dễ dàng nhìn thấy được, đó là Spiral sẽ xoay quanh cái chết của các viên cảnh sát và dường như có kẻ nào đó đang lấy tên Jigsaw để sát hại họ. Cho đến thời điểm hiện tại, có giả thuyết cho rằng Three Spiral sẽ diễn ra trong cùng một vũ trụ với những phần phim khác trong loạt phim Saw, nhưng cốt truyện của nó sẽ hoàn toàn độc lập. Nhưng giả thuyết thì mãi vẫn sẽ chỉ là giả thuyết mà thôi, chúng ta vẫn cần phải chờ đến khi phim được công chiếu để biết được sự thật. Yếu tố về dàn cast cũng là một điều mà chúng ta có thể mong chờ Spiral, với sự có mặt của hai diễn viên kỳ cựu Samuel L. Jackson và Chris Rock. Đây chắc chắn sẽ hứa hẹn là một bộ phim khó có thể bỏ lỡ với những fan của dòng phim kinh dị nói chung và của loạt phim Saw nói riêng. Với 8 phần phim đã được công chiếu tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Saw đã thu hút cho mình một lượng fan lớn trên khắp thế giới. Tuy rằng cốt truyện của 8 phần này có nhiều sự rắc rối, trúc trắc, nhưng chúng mình tin rằng đây không phải là cản trở quá lớn đối với tất cả các bạn trong quá trình thưởng thức loạt phim này. Nếu có thì fan phim chúng mình cũng mong rằng nhờ video này, các bạn đã có một cái nhìn toàn cảnh nhất về toàn bộ mạch truyện của Saw tính từ năm 2004 đến 2017. Nếu các bạn thấy video này thú vị và bổ ích thì đừng quên like và share nó để các bạn khác cũng có thể hiểu được nội dung của các phần phim Saw. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.